Quý vị cùng đến với vở kịch ngắn với tựa đề Tìm, với phần trình bày của Nguyễn Hoàng Nam, Y Sắc Thái và An Nguyễn. Sung sướng không bao lâu, 20 năm sống dù mơ cao vời vợi, 20 năm cuối là ba. Tắt nha, tắt nha. Ngày xưa em hát mấy chục bài trong một đêm, chả hề ăn gì. Thế mà bây giờ hát có nửa bài mà hết hơi được. Em ngày xưa hát được lắm quý vị. Em đã từng đạt giải nhất cuộc thi karaoke toàn khu phố. Mà cuộc thi... Vâng, cái giải nó ngon lắm ấy. Giải nhất mà cuộc thi có 2 người dự thi. Em với bà chị em. Em giải nhất, bà chị em giải nhì. Nhưng mà thực sự là em thấy đôi khi ngày bé là mình rất là mơ ước được làm ca sĩ, muốn lớn lên làm ca sĩ. Nhưng mà bố mẹ em nói rằng là thôi đừng có ca sĩ, mày cứ làm cho tao sĩ, nhưng mà bác sĩ kỹ sư cho tao. Bác sĩ là nghèo, ca sĩ nghèo lắm. Bố mẹ muốn mình làm bác sĩ kỹ sư cho nó nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ tự nhiên qua Mỹ để định cư, mình lại làm nghề hớt tóc. Nó hớt tóc chọc luôn sợ. Đúng thiệt là mình đôi khi là đời không như là mơ. Mình mơ ước làm cái này mà kết thúc là mình lại làm cái nọ. Nhưng mà nghĩ suy cho cùng thì cắt tóc rồi bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ rồi cũng qua 60 năm cuộc đời đúng không quý vị? Thời gian trôi nhanh lắm. Mới Tết năm ngoái rồi lại một cái Tết nữa. Và bây giờ lại tháng 4 rồi, chuẩn bị lại đến dầm Trung Thu. Trung Thu xong rồi lại đến Noel rồi lại Tết. Thời gian trôi nhanh quá. Em làm cái tiệm tóc này kiếm tiền được lắm quý vị. Bác sĩ kỹ sư là chưa chắc bằng em. Tóc với nail kiếm tiền được lắm quý vị. Nhưng mà rồi cả ngày cắm mặt vào cái tiệm quý vị. Nhiều lúc ăn cũng không kịp ăn. Khách ra vào liên tục, tiệm em đắt khách lắm. Mà sao bữa nay hơi thế? Nhưng mà kiếm tiền được nhiều, nhưng mà đời sống mình đôi khi mình không gặp vợ con được nhiều. Mình cũng không có cơ hội cho gia đình nhiều. Tiền thì có đấy, nhưng mà không có thời gian nhiều cho gia đình và cho những cái mà mình muốn. Bởi vậy, đôi khi đời sống mình bây giờ mình cũng nghĩ là mình tìm cái gì. Đôi khi đời sống mình gặp nhiều cái khó khăn bất an, mình cũng biết phải làm sao. Đôi khi mình cũng kêu ông trời ơi, sao ông nỡ đối xử với con như vậy. Nhưng mà thôi, rồi cũng qua một kiếp người cát bụi rồi lại trở về với cát bụi thôi. Nhưng mà quý vị nghe em hát được không quý vị? Hay không ạ? Mà sao kỳ em thành ca sĩ nó. Em có một ông khách hàng cũng hát hay lắm, tên là gì đó, Y Sắc Ý, Y Sắc Thái, đúng rồi. Mà ông ấy hát đi biểu diễn trong Nam ngoài Bắc, Tây Tàu, Châu Phi, Châu Á thì là hát hết. Mà em thấy giọng hát em đâu có thua gì Y Sắc Thái đâu. Mà em thấy em thua có mỗi cái là em Y Sắc Thái à? Hôm em đi ở đầu ngõ là em đã nghe ai đó nhắc đến tên mình đó hả? Mình nghe bạn là Y Sắc Thái. Mình thấy mình thua nó mỗi cái là nó đen lên mình thôi. Phạm nhanh quá. Anh đang nhắc tới Y Sắc Thái bởi vì anh nhớ em quá lâu lắm, em không qua lại kiểu anh. Em nhớ anh khỏe không? Em khỏe lắm em. Dạ, tất cả các bạn em đây. Em dạo này sao rồi? Dạ, khỏe lắm anh.
anh thấy lần này đẹp trai cũng là hơi tròn đấy. Giờ vẫn ơi, cái bụng nó đang to nè. Không sao, đàn ông bụng bự thì sang. Đừng lo thế, mình có cái câu nói rồi, đừng lo. Yeah. Oh, hôm nay anh khỏe lắm, sao em ra đây sao rồi? Hôm nay cắt tóc kiểu gì đây? Anh kể cho anh nghe, em mới đi hát ở bên Ohio về. Ở bên đó có cái tiệm hớt tóc của cái ông hớt tóc tên là Nguyễn Hoàng Nam. Mà ông hớt xấu quá cả, thành ra đâu dám hớt đâu. Em phải để dành tóc dài về đây hớt với anh đó. Thì đó anh cứ nói em rồi, đi đâu năm châu bốn biển không tiệm nào mà tiệm hớt tóc chọc của anh, bởi vì chắc chắn cắt tóc ở đây là đầu chọc mắt. ok, dạ, sao này em mới đi diễn đâu rồi em? Dạ, em cũng mới đi mấy tiểu bang ở Mỹ em. Wow, vậy là em đi qua Mỹ làm gì vậy? Diễn nhiều lắm hả? Dạ, hết. Hát cho Chúa thôi, hát cho Chúa thôi. Hát cho Chúa là sao em? Dạ thì em là người tin Chúa và em biết Chúa, thì Chúa đã thương em, Chúa cứu em và em muốn hát cho Chúa. Hát cho Chúa? Chúa có phải là ông trời không em? Ồ dạ đúng. Ồ phải là anh Nam cũng có tìm hiểu hay sao mà anh biết hay vậy? À dạ anh nói chung là anh cũng biết sơ sơ nhưng mà đôi khi đời sống mình gặp khó khăn thì đúng là người Việt mình hay trời ơi đó em. Mình biết kêu trời chứ biết làm gì bây giờ. Nhưng mà anh nói thiệt nha, anh nghĩ là không có ông trời, không có Đức Chúa Trời hết em ơi. Ồ, điều gì khiến anh suy nghĩ như vậy? Em thấy đó, em nhìn ra ngoài xã hội đi, ngày nào cũng có nào là chiến tranh hỏa hoạn, chúng nó cầm súng vào những trường nó bắn. Rồi anh đọc news mỗi ngày, sáng sớm dậy đọc news, nào là chết chóc, nào là Việt Nam là thực phẩm bẩn, rồi là lũ lụt miền Trung. Anh nghĩ có Chúa nào, Đức Chúa Trời hay ông trời nào mà muốn nhìn cảnh đó vậy? Vậy là anh nghĩ là không có Đức Chúa Trời nữa. Tức là xã hội đầy rẫy những cái bất công, rồi chiến tranh, rồi này ghen ghét thù hận với nhau không anh? Thực ra thì em cũng hiểu cái trăn trở của anh Nam, em có thể giải thích như vậy. Thực ra thì Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta và Chúa dựng nên chúng ta đó. Thì Chúa muốn chúng ta có cái điều hạnh phúc, niềm vui ở trong Chúa. Chúa không hề muốn chúng ta có những cái điều đó, xã hội chúng ta phải chịu những điều đó, con người chúng ta phải gánh những điều đó. Nhưng mà từ khi tội lỗi vào trong thế gian thì tội ác đi theo và chúng ta xa cách Chúa, là chúng ta xa cách với tình yêu thương đó, cho nên những cái điều đó nó xảy ra. Anh biết không, khi mà nhiều người họ nhận ra điều đó và họ tìm đến Chúa đó, thì họ được trở lại với Chúa và cuộc đời họ được thay đổi. Họ tìm thấy mọi cái giải pháp ở trong cuộc đời của họ. Rất nhiều người được kinh nghiệm điều đó. Người được thay đổi, người thay đổi là ai? Là như ai? Ví dụ như em đây, nhân chứng sống. Anh thấy không, mỗi lần mà em đi đâu, em về để em hớt tóc với anh, khi nào em cũng vui vẻ, em cũng hạnh phúc tràn đầy, anh thấy không? Cái đó khi nào em cũng cười. Cái đó thì anh đồng ý. Lúc nào em vui vui tươi kể cái lúc anh đang sống với em. Dạ. Ok, điều đó tốt chứ. Ok, xong rồi. Được rồi đó. Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh nha. Nhưng mà... Ờ, nhưng mở bơi cho bạn cái này. Đẹp không ạ? Ồ, đẹp trai quá. Yeah. Ok. Cảm ơn sức anh. Hôm nay anh free cho em, không lấy tiền. Nhân nhìn gì em? Anh rất là vui được nghe những cái lời em chia sẻ. Anh thấy đâu đó cũng có những điều mà anh cần tìm hiểu. Ok, anh sẽ cần nhiều hơn. Em Chúa Trời là có thật hay không? Okay. Em hy vọng một ngày anh sẽ tìm thấy điều đó ở trong cuộc đời của mình. Ok, yeah. Cảm ơn Thái, tạm biệt em, gặp lại sau nhá. Lần này em đi châu Âu về, em sẽ có quà cho anh nha. Cảm ơn Nam đã free em nha. Bye anh Nam. Bye Nam. Ồ, bạn em à? Đến cả tao mà, anh ngồi đây, ngồi đây. Thực ra thì em nghĩ trên đời này không có người thợ hớt tóc em. Em nói gì lạ vậy? Anh là thợ hớt tóc đây. Anh đang đứng trước mặt em, vừa mới cắt tóc cho em xong mà. Em nghĩ gì vậy? Tại vì em nghĩ vậy này.
nếu mà có người thợ hớt tóc á, thì tại sao lại còn tồn tại những người, còn những người mà tóc dài, râu ria, luồn thuồn, lèn thèn và họ ở ngoài kia rất nhiều, xung quanh quán mình thôi là thấy rất nhiều người như vậy. Vậy dễ hiểu thôi, anh là thợ hớt tóc, anh ở đây chẳng qua là vì tại sao họ không chỉ tìm đến anh là cắt tóc, bởi vậy mới họ mới bị như vậy. Đó chính xác là điều mà em muốn nói, đó chính xác là điều mà em muốn chia sẻ. Có Đức Chúa Trời, có Chúa, Chúa hiện diện, Chúa ở đó. Nhưng vấn đề đó là họ không chịu tìm đến Chúa mà thôi. Anh hiểu không? Với những người đã tìm đến Chúa như em với nhiều người khác á, mở lòng, lòng của mình để tiếp nhận Chúa đó, thì cuộc đời đã được thay đổi, nhận được rất nhiều những cái giải pháp, câu hỏi, được những câu trả lời, sự bất an thay bằng sự bình an, sự tuyệt vọng thay bằng sự hy vọng, những cái niềm đau khổ trở nên đầy hạnh phúc ở trong Chúa. Vì lời của Chúa nói á, hãy xin sẽ được, hãy tin sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Chúa cũng nói rằng là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Đó có phải là điều mà anh tìm kiếm không? Rồi chia tan như hoa tàn, chẳng có gì.
xa chân. Tình chúa rộng lớn hơn biết sâu, tình yêu chúa